thu dung dự kiến giảm gần 6.000 công nhân. Đơn hàng giảm, doanh nghiệp đông lao động nhất thành phố Hồ Chí Minh là Phu Dung với hơn 50.000 công nhân sẽ giảm gần 6.000 lao động sau lần cắt hơn 2.300 người hồi tháng 2. Tại buổi làm việc với ngành chức năng thành phố mới đây, lãnh đạo tập đoàn Phu Chen Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Dung Việt Nam, quận Bình Tân cho biết các nhãn hàng gia công sụt giảm số lượng, nhà máy buộc phải giảm lao động. Từ cuối năm ngoái nhà máy phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sắp xếp lao động nghỉ luân phiên, thỏa thuận ngừng việc, bố trí công nhân sang các xưởng sản xuất. Dự kiến, ở lần giảm lao động này, công ty cho nghỉ việc 5.744 người có hợp đồng không xác định thời hạn, tương đương 10% tổng số 50.500 lao động. Công nhân sẽ nghỉ vào hai đợt, lần đầu vào ngày 24 tháng 6 với 4.519 người và lần tiếp theo vào 8/7 với 1.225 người. Đây được xem là đợt giảm lao động quy mô lớn nhất kể từ khi Phu Dung hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1996. Người lao động nghỉ việc cứ mỗi năm được hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương. Mức chi trả được tính bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ. Ví dụ, lương bình quân 6 tháng liền kề của lao động thâm niên 20 năm là 12 triệu đồng, mức trợ cấp mỗi năm sẽ là 9,6 triệu đồng. Tổng số tiền công nhân nhận được ở 20 năm làm việc là 192 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian báo trước chấm dứt hợp đồng, lao động không đến nhà máy vẫn được trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp. Thời gian chi trả trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động cho hai đợt vào ngày 30 tháng 6 và ngày 14 tháng 7. Phu Dung không đưa vào diện chấm dứt hợp đồng đối với người lao động mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, hộ nghèo, lao động khuyết tật. Công ty sẽ gặp người lao động để thông tin nội dung liên quan như cách chỉ trả trợ cấp thôi việc, ngày nhận lương, sổ bảo hiểm xã hội, thủ tục thuế. Chị Nguyễn Thị Hà, làm tại khu C, thâm niên hơn 15 năm ở Phu Dung, cho biết lao động bị giảm đợt này chủ yếu ở hai khu C và D, công ty phát phiếu đăng ký nghỉ việc cho người lao động. Những người muốn tiếp tục làm việc sẽ được chuyển qua khu K, chị Hà và chồng đều đăng ký nghỉ việc ở lần cắt giảm này. Phu Dung thuộc tập đoàn quốc tế Phu Chen Đài Loan, hoạt động ở lĩnh vực sản xuất giày, là công ty đông lao động nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 2, Phu Dung đã cắt giảm 2.358 người cũng do đơn hàng khó khăn. Đây là đợt giảm lao động thứ 3 quy mô lớn ở doanh nghiệp đông lao động nhất thành phố. Hồi tháng 6 năm 2020, hơn 2.800 người ở công ty bị cho nghỉ việc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành, quận Bình Tân theo dõi, giám sát chặt tình hình sản xuất, việc làm của người lao động tại công ty này. Thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ người lao động. Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp kết nối để giới thiệu việc làm cho công nhân mất việc. Tình trạng cắt giảm lao động cũng diễn ra ở một số doanh nghiệp trước bối cảnh kinh tế khó khăn. Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về nhu cầu sử dụng lao động của gần 4.000 doanh nghiệp trong quý 1. So với cuối năm ngoái, gần 31% giảm lao động, trên 50% giữ nguyên, không tuyển mới và khoảng 19% tăng lao động. Nhóm cắt giảm lao động chủ yếu trong lĩnh vực giày da, dệt may, xây dựng, chế biến lương thực phẩm.